Hello hello, hôm nay là một make up mắt siêu đơn giản đấy mọi người ơi. Với cái bảng mắt này thì mình sẽ sử dụng hết cả bốn màu luôn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái màu hồng đậm hơn để đánh toàn bộ cái phần đuôi mắt. Tan thật kỹ từ sát chân mi để có một độ chuyển màu nha. Tới màu hồng nhạt hơn thì mình sẽ phủ phía đầu mắt. Sau đó tan nhạy ra phần đuôi để có độ chuyển màu này. Lại dùng màu hồng đậm để viền 1 phần 3 mí mắt dưới. Sau đó dùng màu nâu để đi đường mở tròng mắt cho nó nét hơn. Vẽ một đường eyeliner nhạt ra để tí nữa chúng mình có thể kẻ mắt dễ hơn nha. Và make up hôm nay thì nó cần một sự nhẹ nhàng, sương sương và trong trẻo, vậy nên là đuôi mắt mình không hack quá sách. Rồi sử dụng màu nhũ duy nhất trong bảng để vẽ bọng mắt cũng như là phủ toàn bộ phía đầu mắt. Tiếp theo lại dùng lại màu nâu để có thể vẽ đường bọng mắt phía dưới đường nhũ, sau đó kịp mi và chuốt mi thật cong. Hãy nhớ là chuốt cả mi dưới nhưng không chuốt sát đuôi mắt để vẽ mi giả trông tự nhiên hơn. Bây giờ thì kẻ một đường liner mỏng theo cái đường mình đã vẽ ban nãy. Sau đó gầy vài sợi mi dưới nữa thôi là make up mắt đã hoàn thành rồi. Cuối cùng để cho mắt sâu hơn nhưng nhìn vẫn tự nhiên thì mình sẽ chọn 3 cụm mi giả cực kỳ mảnh để gắn nha. Bây giờ thì sẽ make up mắt bên này nha. Cái bảng mắt này thì nó lên màu khá là nét, ngay từ lần cọ đầu tiên đã rõ màu rồi. Nhưng tông của bảng mắt thì lại không quá đậm, thế nên chúng mình không hề sợ bị già khi sử dụng bảng mắt này. Và đây là bảng mắt màu 02 của Natural Republic, bảng này tên là Rosie nha mọi người. Cái đầu ngòi của bút hôm nay thì kẻ rất là mảnh, vậy nên hợp với kiểu make up nhẹ nhàng của ngày hôm nay luôn. Sau khi đã make up mắt xong thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đánh má. Màu má thì mình mix giữa hai màu hồng ở trong bảng mắt luôn. Hai màu này mix với nhau nó sẽ ra một màu không quá hồng nhưng rất hợp với make up look của ngày hôm nay. Nếu bạn nào là tín đồ của những make up nhẹ nhàng như này thì đừng bỏ qua bảng mắt này nhé. Đánh hai màu son hồng hồng cho hợp với make up rồi thêm một chút highlight nữa. Thế là make up ngày hôm nay của mình đã hoàn thành rồi. Giờ cùng mình xem kết quả nhé.